Vâng, thưa các bạn, bây giờ chúng ta vẫn nhìn thấy con xe Hyundai Accent có quả dứa ở đây. Và ở đây chúng ta thấy có một cái cam hành trình đằng sau. Ok chưa ạ? Và phía trong này thì mình đã quan sát thấy rằng là thầy Thạnh đang ngồi trên đây và một cái màn hình Android rất là đẹp. Hello, xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của Trường Dạy Anh Xuân nha các bạn. Hôm nay là một ngày mùng 2 tháng 5 rồi các bạn. Các bạn nghỉ lễ thế nào, có thấy ok happy không? Đấy, còn hôm nay thì các bạn học viên của Trường Dạy Anh Xuân đã bắt đầu quay trở lại học rồi đó các bạn. Và trong video này thì trước mặt các bạn đây thì các bạn có thể thấy rằng là đây là một nhóm các bạn học viên đúng không ạ? Đấy, đây, bật mí cho các bạn nhé. Đây, chỗ này là cái chỗ mà các bạn học viên đang xử lý cho một con xe. Xem con xe gì ta? Một con Accent, Hyundai Accent. Rồi, trên đây có một quả dứa, chắc vừa đi nghỉ lễ về đấy các bạn. Dứa chắc để trên xe cho thơm xe đấy. Đây là một cái mẹo rồi các bạn để đấy. Ok, và chúng ta sẽ vào phần chính nhé các bạn. Trước mặt mình đây có thể thấy rằng là đây là một cái hộp Santech X600. Giới thiệu các bạn chút, đây là thầy Thạnh nhé. Thầy Thạnh là giáo viên hướng dẫn trực tiếp các bạn trong cái mảng khoa học nội thất này. Đấy, đây là một cái nhóm bạn học viên. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng hỏi thầy xem là thầy và các bạn học viên này đang làm gì trên con Hyundai Accent đấy nha các bạn. Em chào thầy Thạnh, thầy và các bạn học viên lớp đỗ Toto đang làm gì với cái chiếc xe Hyundai Accent này đấy ạ? Đó là các bạn sẽ độ màn hình Android. Đấy, như các bạn đang nhìn thấy thì đây là các bạn sẽ tháo dưỡng ra và thay toàn bộ cái dưỡng khác vào để cho nó phù hợp với một con màn Android mới chuẩn theo xe trên con xe Accent. Thì ngoài cái công đoạn mà các bạn độ rồi thì các bạn phải tháo cái dưỡng này ra xem là lắp cái dưỡng này nó như thế nào, lắp những công cụ chức năng ở cái dưỡng cũ lên làm sao cho nó chuẩn mực nhất. Xong sau đó thì các bạn sẽ lắp thử lên trên xe. Sau đó thì các bạn sẽ lắp màn hình lên và test màn hình, rồi độ thêm 4 cái loa âm thanh. Với cái màn này thì các bạn có thể độ thêm cam 360 cũng được, nhưng mà theo yêu cầu khách thì không độ cam 360 mà chỉ lắp màn hình Android với cam lùi và cam hành trình. Để mà có thể làm được cái phần độ màn hình ấy thì các bạn học viên của trường mình thì cần khoảng thời gian bao lâu các bạn có thể độ được thực tế? Phần này thì nó là một cái module trong chương trình dạy nội thất ở trong trường Dạy Anh Xuân. Thì cái khóa học nội thất thì nó kéo dài từ khoảng 4 đến 6 tháng. Tại sao là 4 đến 6 tháng là vì phụ thuộc vào cái trình độ và cái nhận thức của các bạn. Thì có những cái bạn thì sẽ nhanh hơn thì nó sẽ là 4 tháng, có bạn thì 5 tháng, có bạn thì 6 tháng. Độ dài nó kéo ra khác nhau. Thì một cái module mà về đấu và độ cái về cái âm thanh hoặc màn Android bây giờ thì gần như là các ô tô đều rất là cần, có thể chuyển đổi nhu cầu của cuộc sống của công nghệ mà. Thì trong đây thì trong trường thì sẽ dạy về cái module này. Thì cái module này nó kéo dài trong một cái khóa học của cái nội thất thì nó có tầm khoảng từ 2 đến 4 tuần. Thì chúng ta sẽ học về cách độ và đo toàn bộ những cái hệ thống trang thiết bị về màn, đầu DVD, đầu CD, đầu màn Android và cách xác định đấu các cặp loa, rồi đấu súp như thế nào trên một con xe, cách chúng ta đặt, cách chúng ta lắp trên xe như thế nào cho cụ thể nhất, rồi cách các bạn kết hợp lắp cam 360 trong cái module này như thế nào, rồi các bạn sẽ đấu về cái hệ thống cam lùi và cam hành trình trên một con xe theo màn. Đó là toàn bộ những cái hệ thống mà các bạn sẽ học trong cái module chương trình của cái một phần của cái nội thất. Với cái nhu cầu của cái chủ xe này, họ không cần với đến cái cam 360, cho nên là mình sẽ sử dụng cái màn này. Đúng rồi. Như vậy là nếu bây giờ mà mình muốn lắp cam 360 thì mình lại cần một cái màn khác đúng không? Một cái không. Loại tương thích với cái màn cam 360 thì nó có phụ thuộc vào một số điều. Ví dụ như nếu những cái màn này muốn biết được nhận dạng của nó là cam mà màn này có lắp được cam 360 hay không thì phải học thì chúng ta mới biết được cái nhận dạng, cách nhận dạng của nó như thế nào.
thì biết được như nào. Đấy, còn nhìn bề ngoài các bạn có thể là không biết được, hoặc là nhiều người thợ thì sẽ không biết, thì họ sẽ làm rồi thì họ sẽ biết là cái màn đó là lắp được hay không theo cái thông số kỹ thuật của từng màn. Màn thì có hai loại màn, là một màn là theo màn gọi là màn thuận gói, tức là màn rời, và màn liền. Màn rời thì là riêng cái bộ điều khiển riêng 360 riêng chúng ta sẽ lắp riêng. Còn màn liền tức là nó sẽ gắn liền vào cùng hệ thống của 360 vào bên trong của con màn đó. Okay, như thế em đã thấy rằng là cái phần độ những cái màn hình Android hay là mình lắp thêm rất nhiều các cái cam xung quanh xe sẽ đảm bảo cái an toàn cho người lái xe hơn. Thì em thấy rằng là đây là một cái nhu cầu rất là lớn trong tương lai. Đúng không ạ? Vậy thì với các bạn học viên của trường Thành Thanh Xuân, khi mình được học những cái này thì sẽ đảm bảo là mình sẽ lắp được tất cả các bạn với những cái nền tảng mà thầy cũng như là các thầy trong khoa của nội thất ô tô truyền đạt cho các bạn ấy. À, với những cái kỹ năng mà trong trường các bạn đã học thì gần như là các bạn sẽ nắm được những cái cơ bản cách lắp đặt, rồi cách tháo dưỡng, rồi để độ, rồi để lắp đặt. Thì ở đây mỗi cái thiếu là thiếu cái kinh nghiệm ở bên ngoài thực tế nhiều hơn. Còn trong trường thì gần như là các bạn sẽ là những cái cơ bản gần lắp trên các xe, là hướng dẫn rồi các bước làm như nào là các bạn sẽ cũng làm được tương đối, không phải là 100%, và các bạn cũng phải đến ít nhất là cũng phải đến 70-80%. Thì qua quá trình này thì tôi cũng mong rằng là khi mà các bạn đã tham gia rồi thì các bạn có cái những kỹ năng cơ bản chuyên nghiệp nhất để có thể là ra phục vụ chính cái nghề của mình nếu mà các bạn đã lựa chọn. Bởi vì cái học cái nội thất này nó cũng không phải là khó, nếu các bạn chuyên cần và các bạn có cái kỹ năng tiếp thu tốt đối với những cái kiến thức ở trong trường thì gần như là các bạn có thể làm được. Em hỏi thêm một câu cuối cùng ạ, tức là em thấy rằng là đây là một cái màn hình Android đúng không ạ, và cái mặt giữa của các bạn ấy vừa lắp đặt ấy, thì với mỗi một xe, ví dụ bây giờ một cái xe khác đi, mình vẫn sử dụng cái màn này thì cái mặt giữa là mình khác nhau đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì mặt giữa theo xe là nó là một cái màn chẳng hạn như con này chẳng hạn, đây là cái mặt giữa cũ của nó, đây là cái mặt giữa cũ chẳng hạn, mặt giữa cũ của nó thì nó là cái dạng màn hình như thế này, dạng màn hình như thế này đúng không? Rồi, dạng màn hình như này. Thì bây giờ là nó dạng lồi, dạng to, đi to. Nhưng mà khi mà lắp vào thì cái dưỡng nó phải cũng giống như thế này. Nhưng mà cái giá của cái màn hình như là rồi nó lại khác. Rồi, nó phải có cái giá đỡ như thế này. Rồi, nó có giá đỡ khi để lắp làm sao nó phù hợp cho cái màn. Ví dụ màn này là màn 9 in, màn 10 in, hoặc màn to hơn nữa. Đấy, để các bạn sẽ biết được. Đấy. Và nó thêm một cái nữa là khi lắp màn là rồi vào nó phải có những cái, chẳng hạn như cái nguồn này. Nguồn này chúng ta nếu mà lắp ở trên xe, bây giờ tất cả theo cái dòng xe thì khi những cái nguồn như thế này thì chúng ta phải có rắc chuyển đổi. Rắc chuyển đổi theo xe. Đấy, rắc chuyển đổi theo xe. Nếu mà không có rắc chuyển đổi theo xe chúng ta vẫn đấu trực tiếp được. Vẫn đấu được hết, các bạn vẫn làm được hết. Trong trường các bạn vẫn làm được. Làm từ xe này sang xe kia được hết. Tùy thôi mà. Đấy. Nhưng mà với cái xe mà chất lượng theo đúng đảm bảo của chuyên môn tính chất trên xe là chúng ta phải rắc, cắm rắc nhá, chuyển đổi sao cho nó đúng chuyên môn thẩm mỹ, chứ không phải là chúng ta đấu như thế nó cũng đẹp rồi, nhưng mà chúng ta phải rắc chuyển đổi để sao cho nó. Đây là một bạn học viên đang bắt đầu lắp kết nối đây các bạn. Có sợ nhầm dây không em? Em trai có sợ nhầm dây không? Không anh ạ. Tự tin đấy nhỉ? Làm việc phải tự tin như anh. Trước khi mình lắp này mình có đã thực hành nhiều về phần này chưa em? Rồi. Các bạn thấy chưa? Trước khi các bạn học viên được tự tay lắp như này, các bạn đã thực hành rất là nhiều rồi các bạn. Trăm hay không bằng tay quen các bạn ơi. Các bạn nghĩ rằng là nếu các bạn mà không biết gì về nghề, các bạn ra một gara thì chủ gara có để các bạn tự tay lắp này không ạ? Học viên trong cái nhóm lắp độ màn Android đây các bạn, mình sẽ hỏi bạn xem một vài câu các bạn nhé. Ok, chào em.
Em chào anh ạ. Ok em ơi, anh thấy rằng là ví dụ như là đang lắp cái màn kia, có một bạn bạn học viên kia đang rất là tập trung để lắp đúng không? Vâng. Tức là bây giờ mình chỉ có một màn thôi. Vâng. Nhưng nhóm mình có đến 4, 5, 6 ạ. Vâng. Thì nếu ví dụ như bây giờ mà em thay vào chỗ của bạn ấy thì em có lắp được như thế không? Có. Tại vì thầy cho bọn em thực hành ở dưới rồi, có cho lắp trên xe rồi, bây giờ ra lắp xe của khách. Đấy các bạn thấy chưa ạ? Tức là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là ở đây có một nhóm khoảng 2, 4, 5 bạn đúng không? 4, 5 bạn đúng không ạ? Thì chỉ có một bạn đây, một bạn học viên đang ngồi trong xe đang được trực tiếp lắp cái này thôi, đúng không ạ? Thì các bạn cũng đừng lo rằng là chỉ có mình bạn ấy là tay nghề tốt hay là như nào bạn ấy mới được lắp đâu ạ. Mà bởi vì là các bạn học viên ở đây thì ai cũng giống ai cũng được thực hành tất cả những cái phần độ cái màn Android này, cũng như là lắp cam lùi. Đây, cam đây, các bạn học viên này đang chuẩn bị setup để lắp cam lùi đây. Đó, thì ai cũng sẽ được thực hành như ai và ai cũng sẽ là đều biết, đều làm được hết các bạn ạ. Đây, các bạn yên tâm nhé. Đấy, các bạn đang chuẩn bị cái đường dây để mà mình kết nối giữa cam lùi, cam đằng sau đấy vào màn hình đấy các bạn. Theo như mình đang thấy thì thực ra thì làm cái này cũng không khó không ạ? Khó là bởi vì chúng ta không biết cách. Không biết cách làm thì cảm thấy khó không ạ? Nhưng giống các bạn học viên đây, các bạn đã biết cách làm rồi thì nó rất là dễ đúng không ạ? Đấy, còn trong quá trình mình học ở trường này, đúng không ạ? Lúc nào cũng có cái sự kèm cặp. Đấy, chỉ dẫn của thầy liên tục cho nên là các bạn rất là yên tâm nhé. Đây các bạn ơi, mình theo dõi cái phần cốp đằng sau xe đúng không ạ? Mình thấy ở đây có một cái đường như thế này này đó, được cái đường dây điện như này sẵn rồi này. Thế cho nên là các bạn học viên mình sẽ lựa chọn rằng là đây sẽ là cái đường đi của cái dây để cam hành trình nhé. Đây xuyên sang bên kia, đấy, xuyên sang bên này này, trái của xe như thế này. Vâng, thưa các bạn, bây giờ chúng ta vẫn nhìn thấy con xe Hyundai Accent có quả dứa ở đây. Và ở đây chúng ta thấy có một cái cam hành trình đằng sau. Ok chưa ạ? Và phía trong này thì mình đã quan sát thấy rằng là thầy Thạnh đang ngồi trên đây và một cái màn hình Android rất là đẹp. Ok các bạn ơi, đây. À, cái màn cũ chỉ có là màn hình nghe được FM rồi thì có đĩa thôi. Đấy, giờ bạn thấy rằng ở đây là bắt đầu nghe nhạc rồi đấy. Khi thầy Thạnh bật nhạc lên này thì mình đã nghe thấy ở đây có loa này, 4 loa, 4 cửa nhá. Nghe rất là phê luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thử cam lùi nhờ. Ơi các bạn ơi, cam lùi này, các bạn nhìn thấy cái chữ Santech kia là chưa bóc ni lông ở phía trên nhá, chứ không phải nó có đấy đâu. Đấy, các bạn nhìn thấy cam lùi chưa? Đấy, an toàn hơn rất là nhiều nhá. Chúng ta có thể thấy rằng là khi mà chúng ta độ màn hình Android vào thì nó rất là sang xịn mịn hơn rất là nhiều đúng không ạ? Trong nội thất bên trong sang chảnh hơn này. Rồi thì tiện ích hơn rất là nhiều khi mà chúng ta trang bị được cái cam lùi ở đây đúng không ạ? An toàn hơn rất là nhiều. Đấy, ngoài ra các bạn có thể là trang bị thêm các cái cam khác, cam phía trước, rồi cam hành trình hay là cam 360. Thì đây là cái mà các bạn làm nội thất ô tô sẽ là thường xuyên gặp trong cái thời gian mà mình làm cho khách hàng nha các bạn. Đấy, ngoài ra thì ngoài cái việc độ màn hình Android như này ra thì các bạn nào học nghề nội thất ô tô các bạn sẽ học được là độ các nút start stop rồi thì giám phim cách nhiệt đúng không ạ? Tất cả những cái công việc này thì ở ngoài thị trường ấy, mỗi một cái thôi cũng đã thể giúp các bạn kiếm được tiền rồi, chứ đừng nói là các bạn được học nhiều như vậy nhá. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ học nền tảng thôi, kiến thức rất là nền tảng thôi, nhưng mà lại áp dụng được cho các bạn rất là nhiều cho các bạn đi làm sau này. Đấy, từ nền tảng thì chúng ta sẽ biết được nhiều hơn những cái vấn đề bên khi đi ngoài, ra ngoài làm. Đấy, khi các bạn ra ngoài làm thì các bạn sẽ được gặp gỡ nhiều các cái xe hơn thì các bạn sẽ thành thạo, đúng không ạ? Tự tin tay nghề hơn rất là nhiều. Nhưng mà với những cái nền tảng cơ bản như này, đây từ việc các bạn học sơ đồ mạch điện như này cho đến lúc các bạn ngồi thực hành như này, cộng thêm sự hỗ trợ của thầy giáo thì chắc chắn là các bạn sẽ tự tin mà ra trường đi làm nha các bạn. Các bạn nào mà yêu thích về học nghề nội thất ô tô, các bạn vui lòng liên hệ tới số hotline 0961677446 hoặc 0971868577 để gặp tư vấn viên của nhà trường để được tư vấn hỗ trợ cho các bạn.
Ok, và xin chào tất cả các bạn. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.